Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để quấn cái cục mô bin phát điện 220 của 6 cục. 6 cục hay là gọi là 6 múi ha. Thì hôm nay mình chỉ mọi người là chúng ta đầu tiên chúng ta phải xác nhận. Xác định đâu là mặt trái và mặt phải của cục mô bin. Đây là mặt phải, mặt đúng của nó là chúng ta ráp vào lóc nè. Còn mặt này chúng ta ụp xuống là bị ngược này nè. Đó, dây điện này là nằm dưới nè, ngược ha. Chúng ta quay lên trên thì gọi là mặt đúng nè, mặt phải của nó nè. Gấp xuống thì chúng ta sẽ xác nhận đâu là đèn và đâu là sạc. Thường thường đèn á là 3 múi mà sạc là 2 múi. Thì chúng ta sẽ xác định cái múi sạc trước, tại múi sạc nó có 2 múi thôi để giữ lại. Còn chúng ta sẽ quấn cái 3 múi ha, 3 múi là để phát điện 220 là chúng ta quấn 0.35. Thì mình sẽ tìm đâu là 2 múi và đâu là 3 múi nha. Thì bên đây dây điện nó quấn từ dây này đó, nó chạy xuống đây, dây trên này nó chạy xuống đây, nó chạy vòng qua bên đây, nó quấn múi bên đây. Khi nó quấn xong hết múi này rồi, nó sẽ quấn ngược lại qua cái múi bên đây à. Từ múi này à, đây là múi sạc nè, dây trắng là dây sạc nè. Đó, nó chạy từ cuộn này, nó quấn qua xong hết cái cuộn này, nó quấn ngược, đó, nó quấn chéo qua bên đây, quấn qua cuộn này, sau đó quấn ngược lại bên đây, nó trở lại, nó hàng vô đây một cái. Bắt đầu mối này kế tiếp, nó bắt đầu mối từ bên đây, nó kéo ngược qua bên đây để quấn mối này, nó quấn mối bên đây, thì nó sẽ chạy vòng qua đây, nó sẽ nối vô đây thêm một cái nữa, là nó tạo thành hai cục. Thì giờ chúng ta muốn quấn ba cục thì chúng ta sẽ tháo bên đây ra. Thì giờ mình sẽ thực hiện tháo cho mọi người xem luôn à. Từ bên trái đi qua ha, từ bên phải đi qua thì mình sẽ quấn, mình xóa từ bên trái đi qua. Mình sẽ tháo từ bên phải đi qua ra nha. Hai cuồng này bỏ luôn nè. Chúng ta sẽ lấy ba cuồng. Chúng ta sẽ bỏ ba cuồng đó. Đó, chúng ta sẽ tháo ra. Tại vì cái cục lửa này nó đã chết rồi, thành ra mình bữa mình cắt cái dây đồng bên đây để mình lấy thôi, mình lấy để mình làm việc khác thôi. Còn giờ mình sẽ chỉ cho mọi người tháo cái này là chính xác luôn nha, là từ bên phải tháo ba mũi bên phải. Đây chúng ta sẽ tháo bỏ bên đây luôn. Chúng ta sẽ tháo hết cái này ra rồi quấn dây đồng 0.35 nha. Và vô lăng chúng ta lựa cái Amang 500 nào loại tốt á, từ trường nó mạnh á, chúng ta sẽ bỏ vô thì nó phát điện mới đủ. Mình là thợ sửa xe chứ không phải là thợ điện cơ nha. Mình chỉ biết sửa xe thôi, còn mấy cái phần này thì mình chẳng qua mình thích, mình gọc, mình phá, mình nghịch chơi vậy thôi, chứ cũng không có nghiên cứu nhiều bao nhiêu đâu. Thành ra mình cũng không có am hiểu về điện bao nhiêu hết. Điện xe thì biết chút thôi. Nói chung tay nghề thì mình còn yếu, thành ra mình không có dám chỉ cho mấy tiền bối.
Đó, thì khi chúng ta tháo ba cuồng bên tay phải, chúng ta cắt này ra dài dài tí xíu nè. Đó, bấm ra dài dài để chúng ta sẽ đấu vô mát lại. Để chúng ta xài hai cuộn này. Cái này là không được cắt nha, tại vì cái này hôm bữa mình cắt mình tháo di động ra mình quấn bố thắng cho người ta rồi. À, là từ chúng ta sẽ coi đâu là mặt phải hay mặt đúng của nó nha. Đây là mặt phải, chúng ta sẽ gắn vô cái lóc này, bắt hai ốc trên đây bắt xuống này nha. Thì từ cái cục là mô bên lửa là mình lấy làm điểm chuẩn nè. Từ mô bên lửa lấy điểm chuẩn, mình tháo ba cuồng bên phải ha, tháo bên phải ba cuồng, còn hai cuồng bên trái giữ lại để xài đèn. Nếu chúng ta muốn cái gì để muốn đèn mà đèn sáng mà sạc mạnh luôn á, thì chúng ta tháo bỏ luôn hai cuồng bên đây. Chúng ta quấn dây đồng nhỏ xuống là một xíu nha, chỉ còn một xíu thôi. Ví dụ ở đây là một dây đồng 1 ly đi, chúng ta sẽ quấn là dây đồng 0,8 nha, 0,80 đó. Nếu mình ví dụ thôi nha, nếu mà dây đồng này chúng ta đo được 1 ly đó, nếu mà đo được 1 ly thì chúng ta sẽ quấn còn 0,8, thì nó sẽ nhiều vòng tua lên thì nó điện nó ra nó rất là mạnh ha. Còn cái này cũng vậy, nếu chúng ta quấn hết 1, 2, 3, 4, 5, nếu chúng ta quấn hết 5 cuồng này mà không xài đèn, chỉ xài lửa điện 220 thôi, thì chúng ta sẽ quấn là 0.45 hoặc 0.45. Còn quấn 3 cuồng này thì chúng ta sẽ quấn là 0.35, tại vì nó có ít cuồng. Chúng ta xuống dây đồng nhỏ lại để cho nó được nhiều vòng lên, cái điện trở nó cao lên ha, nhưng mà cái ampe nó không có. Đó, thì chúng ta sẽ quấn 3 cuồng bên phải, còn 2 cuồng bên trái chúng ta không có quấn. Hai cái sợi xe đèn, còn muốn đèn mạnh thì chúng ta sẽ bỏ dây đồng này luôn, bỏ dây đồng này luôn. Đó, thì đây là chân mát của nó có sẵn này nè, chúng ta cứ để y chân mát này. Còn dây này chúng ta cho lên một sợi dây vàng, hàng vô dòng một sợi dây vàng đi. Còn dây trắng này chúng ta sẽ làm điện 220 ha, quấn hai mối lại, quấn lên bên đây vòng vòng qua đây nè. Thì cách quấn là chúng ta như bây giờ mình sẽ về cách quấn luôn. Đây, chúng ta sẽ quấn theo kim đồng hồ hoặc là ngược kim đồng hồ cũng được. Nếu dòng đầu này chúng ta quấn ngược thì dòng này chúng ta sẽ quấn xuôi. Đó, chúng ta sẽ quấn xuôi. Rồi quấn xong hết cái này rồi chúng ta sẽ quấn ngược lại cái này ha. Còn nếu mà ngược quấn từ bên đây qua thì chúng ta lúc đầu thì quấn xuôi, thì bên đây sẽ quấn ngược. Bên đây sẽ quấn xuôi. Đó, theo chiều vô kim hồ. Đó, thì mình quấn cái nào cho nó đúng thì thôi à. Chứ đừng có quấn kim hồ hết. Thì nguyên tắc của cái mô bin này họ quấn như vậy thì mình quấn theo như vậy thôi, chứ đừng phải quấn theo kim hồ hết. Thì mình chỉ áp dụng theo cái cuồng mô bin này, họ quấn như thế nào mình quấn như thế đó. Còn điện cơ thì họ quấn mình không biết như thế nào, nhưng mà mình quấn theo cái công thức mà của mô bin nó quấn vậy thì mình quấn vậy thôi. Thì có cái gì mà không hiểu thì mọi người cứ hỏi hay gì đó thì mình sẽ hướng dẫn tiếp.